Hello everyone, welcome back. Clip này thì mình sẽ chơi 8 game. Game đầu tiên đó là Everlon. Cốt truyện của game này khá hay. Kể về một vụ sơ đã bị bán linh hồn cho quỷ Satan. Mình sẽ bị trở đến ngôi trường này và sẽ bị bụi ta bắt giữ, sẽ tìm cách trốn thoát khỏi nơi này. Các bạn hãy xem mình làm cách nào để trốn thoát khỏi nơi này nha. Wow, nhìn bụi ta rất ghê. Wow, ngày đầu tiên tại đây. I have to be good. I am tallest every night and I am going to be good. Let's go. Mình sẽ tìm cách trốn ra khỏi nơi này nào. Chiếc cửa cuốn ở dưới đây, vì chiếc cửa đó thần diệu cũng có thể sử dụng được. Đấy, chúng ta sẽ rơi ra vào trong đây chưa chiếc chìa khóa. Oh my god, chạy thôi, mình đã bị bộ sơ truy đuổi rồi các bạn ơi. Wow. Oh no 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 no. Xin bà hãy tha cho cháu. Ai đến giúp tôi không, cứu tôi với. Bà ơi, bà tha cho cháu. Wow. Chuồn gấp thôi các bạn ơi. Trốn thôi, trốn thôi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là tựa game Evidence 2. Satan này, wow, phải có lửa thế này. Có lẽ cái trường học này sẽ bị cháy, sau đó người ta sẽ gặp cái vấn đề gì đó. Wow, mà ta đang bị đau đầu rồi. Nhớ lại ký ức à? Wow,
ta đã ra đóng cửa. Có vẻ đằng sau cái cửa này có cái gì đó, chúng ta rất là thận trọng. Why am I here? As long as you don't shut up for once, I'm going to let go of my little friends. So be quiet. Wow. Con gà có mồm mà. Hi, pretty. How did you gà lực sĩ này. Gà này có đôi cánh rất là khỏe. After these things with me, I'm sure you will regret being a bad student. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào game nào. Mình sẽ đi xuống hầm đây. Đây là công thức chế tạo khẩu súng để mình thực hiện. Tìm những vật dụng như là cái thước kẻ là một, cái chìa khóa hoặc cái mắt kính nữa. Vật dụng đó sẽ giúp chúng ta làm những nhiệm vụ một cách dễ hơn. Mụ ta vẫn chưa phát hiện ra mình, chúng ta tí nữa thì mụ ta sẽ thả những con pet của mụ ta ra để bắt mình. Mình đã tìm thấy cái tất cả, sẽ tạm cái tất cả đây đã. Sẽ lục của mình cháu trước. Chìa khóa đây rồi. Mình đã nghe thấy tiếng bước chân. Con gà. Mình nó sẽ kêu lên một tiếng và wow. Oh my god. Wow, wow. Oh no, mình đã bị bắt rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tự nhiên tiếp theo, Skarichi. Sợ hãi. Game này thì mình đã chơi ở những video trước, sau này mình sẽ chơi lại, sẽ chơi nhiều lên một chút cho các bạn có thể khám phá tự game này. Ngày trước mình chỉ chơi một vài màn thôi, để cho những bạn nào chưa biết để giới thiệu về những cái game này thôi. Đây là màn 2, ta sẽ ấn vào cái bóng đen và nhập mật khẩu vào đây. Mật khẩu số 512, số nhà. Nhà nhà này luôn. Bước sang level thứ 3. Ok. Mình sẽ đi lấy một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này xuống.
chụp nào. Sẽ mở cửa cái gara này ra. Chúng ta có thể trốn được. Bạn cùng theo dõi mình làm cách nào thực hiện nhiệm vụ này. Sẽ mở cửa chính ngôi nhà. Nếu con boss nó có đuổi theo mình sẽ chạy ra ngoài đó. Sợ đánh thằng lớn là nó không sợ mày đâu. Hey you. Hello. Không thể đuổi với nó được. Chạy thôi. Nếu như đã bắt thì trò chơi sẽ kết thúc. Đang đi ra một cái hướng khác để tìm mình. Cái lúc này thì mình sẽ đột nhập. Đây rồi. Trốn ở đây đợi nó đến. Nó đến thì nó cũng không thể nhìn thấy mình được. Bởi vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Có thể trốn được trong những cái vật dụng ở ngôi nhà. Ví dụ như tủ gầm bàn này, gầm giường này. Đấy. Nó đang ở đâu rồi? Chờ đợi nó qua thì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ này. Lâu quá. Nó đi đâu rồi? Nó đang tiến lại đây. Đây này các bạn nhìn này. Theo cái đồng hồ này này, nó hiện qua cái con số 20 này thì cái này hình tam giác là sẽ hiện ra báo hiệu chúng ta là nó đang đến gần. Nó mới chỉ nghi ngờ thôi, nó không biết mình đang ở đây. Khi tiến vào đây thì mình sẽ dùng thanh kiếm này quất vào mặt nó. À, bước vào đây, tôi chờ bạn lâu lắm rồi bạn ơi. Đánh bật linh hồn quỷ dữ ra ngoài. Why
thay đổi nước tắm của nó. Ok, nó vào dụng này ra, sau đó mình sẽ trốn ở cái gầm giường này. Nó đi ra ngoài để nhặt cái máy. Bước ra thì mình cũng sẽ bước ra. Game lỗi rồi. Wow, mình không thể đi ra ngoài được. Oh my god. Không hiện lên nút này. Ok, mình sẽ chuyển qua. Chờ một lúc xem thế nào. Okay, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, game Granny Envy. Đây là đầu tiên. Trên tường thì dán rất nhiều cái con số 8, rất nhiều màu sắc, thể hiện nơi đây là một nơi giam cầm. Sẽ gọi là bà Vera Nida. Bà ta đang bước ra rồi. Bị bắt luôn đúng không ạ? Ok, sẽ chuyển qua tựa game Forest Monster. Tựa game về Obsidian here. Đây. Sẽ đi chụp ảnh Obsidian here. Đèn xì chẳng như gì cả. No. Wow. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game vào Lost Lock. Tựa game này đang được loát. Chín chín tan.
đang đầm. Đam. Ờ, đánh nhau không ngủ ạ. Ờ, chẳng sợ lên thật. Ờ, chẳng sợ lên làm gì. Thank you.
Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là game full, tựa game cuối cùng của video này. Video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Một lần nữa, thank you, see you again. Hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.